Xin chào bạn Tô Tú. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục tới cái trò game đây, Jumper Jam. Cái anh chàng này anh nhảy thôi. Nhảy lên mà ha, nhảy lên những cành cây nè. Thì bạn lên Google Play bạn tải về. Ok. Rồi bạn luôn lên trang web cá nhân tôi, bạn đã tải lên cái dự án tải cái gì đây, cái dự án Facebook này luôn để chúng ta học Jumper Jam ha. Rồi đây là game 2D 18, cái dự án game 2D. Thì đầu tiên này nó đơn giản các bạn, trò game này đơn giản quá, không có gì khó. Đầu tiên tôi coi cái nội dung trong đây có gì. Nhân vật chính chúng ta là cái anh này đây. Này tôi làm hai level nên có hai nhân vật bạn. Level 1, level 2 nè. Rồi lít vô cái nhân vật coi cái nốt có gì. Thì anh này anh sẽ có ba trạng thái nè bạn. Một là trạng thái zoom là nhảy, hai là trạng thái indo là nghỉ, ba là trạng thái bị tiêu diệt chết. Đây. Rồi. Bình thường thì nếu chạm với cái mặt đất các bạn, nền đất á, thì anh này sẽ liên tục nhảy nè, chạm với đất là nhảy thôi. Ok, giờ anh này sẽ có ba máu nè, thấy chưa, ba máu đây đó, hết ba máu thì sẽ thua, sẽ chết. Rồi với lại là trên màn hình các bạn, ta sẽ có hai cái nút đây nè. Tôi sẽ qua cái phần giao diện nhanh, xem nhanh cái UI nè, thấy không, hai cái nút bự màu vàng là bên trái nè, bên phải nè, thấy chưa, bên trái bên phải đó. Thì tương ứng với hai nút đó, thì chúng ta sẽ có trên đây. Thì ta nhấn cái nút bên trái nè, led nè, bên trái nè, thì sẽ di chuyển qua bên trái là x bằng trừ 6, và khi nhấn bên phải thì di chuyển qua bên tay phải x bằng 6, thấy chưa, nó theo trục x phương ngang mà. Và khi không nhấn buông ra thì nó sẽ đứng yên ở giữa là x bằng 0, thấy chưa. Rồi là cách ta điều khiển nhân vật, quên đó, chơi thử cho bạn hình dung chứ. Bạn sẽ thấy là cái này ảnh liên tục ảnh nhảy ha, đụng mặt đất là ảnh nhảy thôi. Chúng ta sẽ chạm bên trái để di chuyển bên trái, chạm bên phải để di chuyển bên phải, thấy chưa, anh chạm lên trên cái nền đất là anh sẽ liên tục nhảy. Đây hướng dẫn chơi nè, chạm trái chạm phải, level 1 level 2 ha. À, đúng là phải làm 4 level nhưng mà tao làm biến, tao làm hai cái thôi, bạn nào siêng thì làm thêm. Level 1 đây, thấy chưa, anh này liên tục anh chạm những cái nền đất đó, thì anh sẽ nhảy. À, khi tao nhấn nhìn chỗ chuột tao đang rơi nè, bên tay phải thì sẽ nhảy bên phải. À, tao nhấn bên trái nè thì sẽ rơi bên trái, thấy chưa. Đó là cái cách tao thao tác trên màn điện thoại đó, chạm trái thì qua trái, chạm phải qua phải, cứ nhảy lên thôi. Ăn tiền xu thì nó cho nên nó có một điểm nè. Còn đây là có ba trái tim là ba máu á, ba trái tim là ba máu, nó cứ chơi vậy thôi bạn. Đây là trò chơi mãi mãi ha, lặp lặp lại vô cùng luôn, không có điểm dừng. Bạn muốn dừng thì bạn thêm thời gian là thêm cái quãng đường gì đó, nó thì anh hết được quãng đường đó thì anh tới level tiếp theo. Rồi đó, tôi bị chạm hai lần đó bạn, còn có một máu à. Chơi chơi trên máy tính nó khó bạn, khó thao tác. Ây da. Cái đó cái trap cạm bẫy tôi làm á. Rồi. Nếu bạn rớt từ trên xuống là bạn sẽ chết. Thấy chưa? Thì chơi cũng thú vị ha. Tôi làm thêm thêm một cái cửa là cửa băng bên kia nữa. Sẵn này demo chơi thử cho bạn xem luôn. Level 2 nè. Đó. Hai nhân vật ha, hai người chơi hai nhân vật. Nói vậy thôi đó. Rồi kết thúc đi. Như vậy chúng ta có nhiều trạng thái nè, rồi nhảy nè, rồi số lượng máu là ba nè, cách điều khiển rồi nè, thấy chưa. Rồi vậy là xong đó bạn, đâu có gì khó đâu, xong điều khiển nhân vật chính rồi. Rồi bạn thêm nhiều nhân vật nữa thì bạn chỉ thay đổi hình dạng thôi, còn nội dung thì nó trong y chang nhau à. Rồi đó, nhân vật chính, kẻ thù. Kẻ thù đây là những cái chướng ngại vật như là những cái gai nhọn nè, con chim hay là con cua gì đó, hay là những cái bông có gai nè, nó thì chúng ta chạm nó thì chúng ta sẽ bị mất máu. Rồi xem thử một cái ha. Cái nốt bên trong nó dễ quá bạn. Kẻ thù là cái gai nè. Thì khi nó chạm nhân vật chính thì là nhân vật chính nó bị tổn thương máu thôi. Đâu tiêu rồi. Thêm một cái con khác nha. Ví dụ con cua nè. Đây con cua. Con cua thì do tao làm cho nó di chuyển qua trái phải nè. Nó di chuyển lặp lại mãi mãi luôn. Qua trái rồi tới qua phải, qua trái qua phải. Đó. Đây là con cua. Thấy chưa? Cua. Rồi. Nếu va chạm nhân vật chính thì nó sẽ có đánh giá vật lý. Quay up. Quay up là đánh thức vậy á. Là đi gần tới thì nó sẽ kêu lên cái tiếng này, tiếng cua nè, thấy chưa. Rồi quên nữa, cái điều quan trọng nhất của trò chơi này á, là tôi quên nói bạn là sao, khi mà những cái miếng đất này nè bạn, hoặc là những cái nhân vật ở trong đây nè, những kẻ thù á, bình thường á là nó không có tính chất vật lý, nhưng mà khi va chạm với nhân vật chính ta thì nó mới có tính chất vật lý. Đó là lý do tại sao mà khi nhảy từ dưới lên thì nó xuyên, nhưng mà khi mà từ trên tới xuống thì nó bị chặn lại. Đây tôi chơi thử nhắc lại cho bạn dung, nghĩa là khi nhân vật chúng ta nhảy từ dưới lên á thì nó sẽ xuyên qua những cái đất này, hoặc là những cái nè, chơi thử nè, bạn thấy không, là khi ta nhảy từ dưới lên nè, nhảy xuyên qua được những cái miếng đất này luôn nè, con nè,
Đó, nhưng mà khi mà từ trên rớt xuống thì chúng ta có thể đứng được trên những mảnh đất này, nó đặc biệt gì đó. Nè, thấy chưa? Ta nhảy xuyên qua được một miếng đất ha. Đó là lý do tại sao bạn? Đó là lý do là trong đây chúng ta thêm cái nốt này nè, thêm cái này nè. Đây, bạn nhìn kỹ nha, nhân vật chính chúng ta bình thường nó là dynamic nha. Rồi, nghe nó có va chạm đó. Nó mất tiêu rồi. Ví dụ tôi chọn một cái mảnh đất đi bạn, mảnh đất cho hình dung đây là một mảnh đất ha, đây mảnh đất đây. Rồi. Cái mảnh đất này á, là bình thường á, là nó không có tính chất vật lý. Tính chất vật lý nó là kinematic bạn. Thấy chưa? Rồi, nếu va chạm với nhân vật chính nè thì sao? Thì nó mới đặt lại. Đặt lại tính chất vật lý là non. Ok. Đây. Thêm thêm nữa. Thấy chưa? Rồi, có nghĩa là bạn hình dung là bình thường là những cái miếng đất này bạn, những cái miếng đất mà khi bạn thấy là những cái miếng này nè, bình thường là nó có tính chất vật lý bình thường, nghĩa là nó có va chạm đó. Nhưng mà khi nó đụng với cái anh nhân vật chính là cái người chơi nè, đó thì sao? Thì nó sẽ non, non nghĩa là nó không có tính chất vật lý. Tại sao ta làm điều này? Tại vì không có tính chất vật lý thì khi mà cái nhân vật chơi ta nhảy từ dưới lên á. Nãy ví dụ như đây là cái miếng đất nè, cái miếng đất. Rồi, nhân vật chính chúng ta nè, khi nhảy từ dưới lên thì sao, khi đụng cái miếng đất này thì sao, thì cái chúng ta đặt cái thuộc tính này nè là non, có nghĩa là không có tính chất vật lý, có nghĩa là cái nhân vật chính chúng ta có thể là bay xuyên qua được cái miếng đất này, xuyên qua được từ dưới lên đó. Nhưng mà khi ngược lại, khi mà từ trên rớt xuống thì sao, từ trên rớt xuống thì nó không có va chạm nữa, nên nó sẽ có tính chất vật lý lại là dynamic, là kinematic đó. Đó là lý do là nếu chúng ta nhảy từ dưới lên thì xuyên qua được, nhưng mà từ trên rớt xuống thì nó bị giữ lại, giống như chúng ta đứng trên mặt đất vậy. Ok ha. Rồi, bạn muốn hiểu kỹ hơn thì bạn click vô cái phần hiển thị cái hình dáng va chạm nè, bạn sẽ thấy chưa, lấy kỹ không. Thật ra cái miếng đất chúng ta thấy hai hình dáng va chạm bạn, nó hình dáng va chạm bên dưới là xuyên qua, nghĩa là khi nhân vật chính chúng ta đụng vô cái miếng này nè, nó thì chúng ta có thể là bay xuyên qua được cái miếng đất, bay xuyên qua được miếng đất lên trên. Nhưng mà ngược lại, từ trên rớt xuống thì sao bạn, thì nó sẽ va chạm với cái tính chất vật lý này, nó cái hình dáng va chạm này nó hơi lu bu ha. Bạn cứ coi lại, tôi nhớ không làm là cái phần lý thuyết á, tôi cũng đã nói sơ về cái trường hợp này rồi, cái việc mà một đối tượng mà có hai cái hình dáng va chạm, một cái có thể xuyên qua, một cái là từ trên để nó đỡ chúng ta. Ok ha, bạn nào chưa xem lại cái phần lý thuyết tôi hướng dẫn rồi. Rồi, nó là cái khó khăn nhất của trò game này, nếu những người mới thì sẽ bị cái vấn đề đó, không hiểu lý do tại sao khi nhảy từ dưới thì xuyên qua nhưng mà từ trên rớt xuống thì bị chặn lại. Ok ha. Rồi, là xong phần mà quan trọng nhất là nền đất kẻ thù. Rồi, tiền xu thì rất dễ thôi, bạn ăn được chạm tiền xu thì sẽ được điểm thôi chứ không gì nè. Nếu có chạm tiền xu thì được điểm thôi, tiền xu thì nó rồi, nó đơn giản rồi. À, xong rồi đó bạn, chiến thắng à. Rồi game này nó không có chiến thắng, bạn cứ chơi mãi mãi thôi, thua thì bạn hết máu thì bạn sẽ thua. Nếu ta chạm với những cái kẻ thù á, chúng ta có 3 máu, hết máu thì chúng ta thua thôi. Rồi, tới phần giao diện nha. Giao diện á thì cũng giống như mọi khi thôi bạn. Game name là giới thiệu trò chơi nè, tên trò chơi, hướng dẫn chơi như thế nào. Đó. Rồi chọn level ha, có 4 level nè, 2 level nè. Rồi sau đó là giao diện chơi game. Cái hai nút điều khiển này ta nói rồi, hai nút bên trái nè, bên phải. Đây là 3 máu. Rồi khi chơi hết máu thì nó sẽ là game over, thua. Còn pause là tạm dừng. Thấy chưa? Dễ ha. Rồi, chơi game này nó vậy thôi. Chỉ có lưu ý cái phần mà chỗ mà va chạm nền đất á, là lưu ý chỗ đó thôi, nhảy từ dưới thì nó xuyên qua mà rớt từ trên xuống thì nó dựng lại, chỉ có khó chỗ đó thôi. Rồi, tôi kết thúc cái trò game này ha. Hẹn gặp lại các bạn trong các trò game tiếp theo. Tôi là Tú, đang dẫn các bạn trên trang web là www.farmtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.